Vâng, Hồng Sen xin chào các cô chú, anh chị, như quý vị khán giả gần xa đang theo dõi trên kênh Hồng Sen cũng như là Thắng Vlog. Thì những cái video trước thì Hồng Sen cũng đã chia sẻ và đăng tải đến các cô chú anh chị. Hôm nay là ngày gì đúng không ạ? Hôm nay là ngày 21 tháng 8 đúng không ạ? Thì Hồng Sen cũng đã chia sẻ ngày hôm nay là ngày là rất là quan trọng. Chính thức hôm nay là Luân sẽ ra tòa và xét xử vụ án của Trần Văn Luân là vụ án chồng bạo hành vợ bầu tại Hải Dương. Thì hôm nay Hồng Sen và Thắng đang có mặt tại trước cửa tòa án nhân dân Kim Thành Hải Dương, Kim Xuyên Kim Thành tỉnh Hải Dương. Thì tình tiết như thế nào thì bây giờ Hồng Sen xin mời các cô chú anh chị cùng với Hồng Sen và Hồng Thắng đi vào xem phiên tòa xử như thế nào. Nhưng hôm trước đấy thì cái câu chuyện này nói mà nghe rằng thì có rất là nhiều cô chú anh chị cho rằng là Luân là sẽ xử lưu động tòa án, tức là xử tòa án lưu động các cô chú anh chị ạ. Nhưng hôm nay bắt chính xác nguồn tin là chính xác nhất là Luân sẽ đưa xe thùng đến tại đây, cho nên Hồng Sen sẽ quay đây trước mặt các cô chú anh chị là đã thấy đúng không ạ? Đây xe thùng đây. Đây là xe thùng mà của Luân đang chuẩn bị vào. Thì bây giờ Hồng Sen xin mời các cô chú anh chị cùng với Hồng Sen và Hồng Thắng vào trong tòa án nhân dân huyện Kim Thành. Như chiếc xe thì các cô chú anh chị đã thấy đúng không? Vào trong tòa án và lắng nghe tòa án nhân dân xét xử, chứ không phải là xét xử lưu động nha cả nhà. Xin nhắn lại là hôm trước thì nguồn tin đó là bảo là xét xử lưu động Luân, chứ hôm nay là chính xác nhất là xét xử tại phiên tòa trước mặt các cô chú anh chị cũng đấy đã thấy là tại tòa án nhân dân Kim Xuyên Kim Thành Hải Dương. Thì Hồng Sen và Hồng Thắng mời các cô chú anh chị vào để mình cùng nghe và biết được cái tội danh của Luân và cái sự bạo hành của Trần Văn Luân với vợ mình như thế nào. Thì hôm nay thì mời các cô chú anh chị cùng đồng hành cùng với Hồng Sen để vào xem như thế nào. Nhưng mà trước thì các cô chú anh chị cũng biết thông cảm cho những gì mà Hồng Sen cũng đã đăng tải những cái hình ảnh hay là những cái âm thanh gì nó không được rõ, hoặc nó cũng không được nét, hay hoặc là cái gì đấy cái nó không được rõ nét về âm thanh, ánh sáng, chất lượng, thì các cô chú anh chị thông cảm vì đây là khi có thể mình cho phép thì quay được thì mình quay, còn không quay được thì các cô chú anh chị thông cảm vì những cái hình ảnh này nó bị nói chung là nó nhạy cảm, các cô chú anh chị thông cảm. Và bây giờ quay lại cái câu chuyện thì trước đấy thì các cô chú anh chị không lạ gì ngày 1 tháng 5 2023 và ngày 10 tháng 5 năm 2023 là những cái sự việc và của Trần Văn Luân là người chồng được cho là bạo hành người vợ tại Hải Dương, là vợ là tên là Giao. Thì các cô chú anh chị cũng đã biết với những cái vết thương lòng thì rất là sâu sắc đúng không, và đây là có những cái vết thương trên mặt và rất nhiều vết thương như nhít như chân trái, tay trái và đùi trái, đùi phải và vai bên trái, vai bên phải và sau lưng cũng như là trước ngực và trên mặt. Nói chung là như nhít những vết thương và những trận mà anh Luân đã tạo với vợ mình, cũng như là thường nói là chồng đã bạo hành với vợ. Thì hiện bây giờ thì mình đang đi vào trong tòa án nhân dân, thì ở nơi này đương diễn ra và xét xử cũng như là sự quyết định của pháp luật sẽ giáo huấn anh Luân này như thế nào, như là Trần Văn Luân như thế nào với mức án bao nhiêu. Thì sau cái video này thì các cô chú anh chị sẽ hiểu rõ hơn. Và khi đây thì các cô chú anh chị đương xem vừa xem những hình ảnh này và cô chú anh chị cũng sẽ hiểu rõ hơn và nhiều hơn khi những cái tội danh của anh đã được thành lập như thế nào, và anh Trần Văn Luân là được bị bao nhiêu tội danh, cũng như là những tội như thế nào, như là dùng những vật gì để bạo hành lên vợ và tác động lên cơ thể của Giao. Thì kính thưa với các cô chú anh chị, các cô chú anh chị cũng không lạ gì những cái món vật dụng ở trong gia đình
là những cái món đó là đều được gọi cho là hung khí, cũng như là một cái hung vật gọi là có nguy hiểm, mà để cho anh Trần Văn Luân này để tác động lên cơ thể của Giao, chính là người vợ mình, là đương mang bầu cúc nhục 7 tháng của mình, như gồm có những vật dụng trong nhà như hung khí, như là đơn giản như là dây thắt lưng da, dùng tác động dây thắt lưng da trước thì bằng mặt bằng kim loại vụt vào người của Giao, sau thì dùng đuôi kế tiếp về cái món thứ hai, thì những vật chứng thứ hai thì là cái mốc phơ quần áo, thì anh cho rằng là chắc các cô chú anh chị cũng đã biết mốc phơ quần áo thui lên bếp ga 5-6-7 giây gì đấy, xong rồi dí vào người và dí nhiều lần như thế, kể cả trên mặt của Giao. Và còn tiếp theo thì có một cái phích nước nóng mình nữa các cô chú anh chị. Chắc là không nói thì các cô chú anh chị cũng biết là cái phích mình hay để pha nước chè để uống đúng không? Phích nước nóng đấy để dùng xối lên người của Giao. Và còn như là khúc gậy, một khúc gậy để đầu giường cũng hay để tác động vật lý vào cơ thể đầu người mình, tay chân của Giao. Và còn cái nữa là một cái các cô chú anh chị cũng biết, dân chuyên nghiệp hay gọi là cái trụ đề va, cái trụ đề va của cái cầu thang á, trước khi các cô chú anh chị đi lên cầu thang là có cái trụ đó đầu tiên mà các cô chú anh chị sờ cái tay vào, gọi là cái trụ đề va, đúng không ạ? Thì cái trụ đấy thì được lấy bằng cái quả đấm ở trên đấy xuống để tác động vật lý vào cơ thể và người của Giao. Thì những cái tội danh đó có thành lập hay không, và những cái hình thức mà anh ta đã tạo ra với cho Giao và cũng như là cho vợ bầu và vợ của mình, và có được những người khác công nhận là những hành vi tốt hay không, hay là hành vi xấu, và những cái đó có được gọi là tội danh hay không, thì tiếp theo đây thì các cô chú anh chị xem và hiểu rõ hơn để biết. Thì Hồng Sen cũng muốn truyền tải chia sẻ đến các cô chú anh chị, như là nếu những vật dụng đấy, vật dụng trong nhà mình mà được cho và gọi là hung khí và vũ khí để tấn công người vợ mình, và cũng như là tác động vật lý lên cơ thể người vợ bầu mình, thì trong khi đó thì Giao là đương biết đâu là nghe nói là bầu được 7 tháng rồi các cô chú anh chị, lúc đó là lớn rồi, mà cái bầu đấy chính ra là cốt nhục của anh ấy, nhưng mà anh ta vẫn có sự tác động lên đến như thế, thì các cô chú anh chị cũng đã hiểu như thế này. Thì để mà gọi là như nói hay vui thì câu nói ta tấn thời tiêu cổ ấy các cô chú anh chị, nhưng mà thật sự mà nói thiệt quá là đau xót, như các cô chú anh chị cũng đã nhìn đấy, những trước mắt như là hình ảnh của Giao và những vết thương nhi nhít nó sẽ lưu lại mãi mãi ở trên cơ thể của Giao, và nó sẽ không bao giờ nó phôi phai và nó tàn đi được, đúng không ạ? Những cái vết thương nó thật sự mà nói nó trên 205 vết thương cơ mà, 200 mấy chục vết thương, và nó cái sự giám định thương tích trên người của Giao nó tới 29%, nhưng mà chính xác với người thực tế thì đã tới 40-mấy% lận các cô chú anh chị ạ. Và bây giờ thì thôi, cái Hồng Sen cũng muốn đến chia sẻ với các cô chú anh chị những hình ảnh và tin tức như thế, và tiếp theo thì hết cái video này Hồng Sen sẽ cập nhật tiếp tòa án sẽ xử Luân tội danh bao nhiêu, thành lập thì Hồng Sen sẽ chia sẻ sau. Cảm ơn.